À, chào các anh chị quay trở lại kênh Bất động sản Mỹ à, kính thưa các anh chị thì video này Tuấn sẽ trao đổi với anh chị về vị trí cụ thể của phân khu cao tầng tiếp theo mà chủ đầu tư Vinhomes sẽ mở bán tại Đại đô thị Vinhomes Remax quận 9, 271 ha. Và phân khu này sẽ nằm liên kề với công viên 36 ha với tên gọi là The Beverly. Như vậy so ra các phân khu mà chủ đầu tư Vinhomes đã mở bán đó là Rainbow hoặc là khu Origami đang mở bán và thậm chí là phân khu Masteri Central Boy, à, khu căn hộ cao tầng The Beverly có vị trí đắc địa hơn hẳn, bởi lẽ nó nằm liền kề công viên và nhìn trực diện ra công viên cũng như là sông Đồng Nai. À, nhưng chị cũng biết thì phân khu cao tầng của Vinhomes sẽ chia làm 3 loại đó là Sapphire, Ruby và Diamond. Thì như vậy phân khu The Beverly đó là phân hộ hạng sang của Vinhomes với tiêu chuẩn là Diamond. Như vậy là đây là phân khu được bàn giao cao cấp nhất đến thời điểm này tại dự án Vinhomes Grand và chuẩn bị đang được mở bán. Và một điều chủ đầu tư cũng bật mí trước đó là phân khu này sẽ có hai hồ bơi nước mặn đầu tiên và duy nhất tại Vinhomes Grand quận 9 này. thưa anh chị từ góc nhìn này thì chúng ta thấy đây là vị trí sẽ xây dựng phân khu cao tầng The Beverly và như vậy nó sẽ có một cái view cực kỳ thoáng nhìn trực diện ra công viên maxarota nằm liên kề và cũng như là nhìn qua à, sông đồng nai ở phía xa bên kia thì chúng ta cũng dễ dàng nhận ra là dự án Aqua City của chủ đầu tư novaland và đặc biệt hơn nữa đó là phân khu này sẽ nằm liên kề với trung tâm thương mại vincom megamon trung tâm thương mại mua sắm lớn nhất của vincom tại khu vực miền nam à, và rất nhiều tiện ích khác nữa À, thì căn hộ này đang được chuẩn bị mở bán và hiện nay đang đặt cọc dưới chỗ 50 triệu một căn à, anh chị quan tâm về chi tiết xin vui lòng liên hệ các số hotline thì uh, biếttri sẽ cung cấp các thông tin chi tiết đến cho các anh chị Xin cảm ơn và hẹn gặp lại xin trân trọng kính chào